kính chào quý vị và các bạn, và chúng ta lại đang đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay. Hôm nay thì chương trình sẽ đón một vị khách đặc biệt. Chắc là lần đầu tiên mà các bạn thấy là Mạnh Thắng mặc một cái bộ vest, rồi còn cà vạt, còn cả thắt kẹp cà vạt. Chắc chắn là sẽ đón một vị khách rất là đặc biệt, và đương nhiên chắc là phải xinh lắm thì hôm nay MC của chương trình mới ăn mặc như thế này. Hãy cùng xem là vị khách mời của chúng ta là ai. Thanh, đứng im. Cái gì đấy? Đứng im. Cái gì đấy? Dưới chân Thanh. Nhưng mà cái gì? To lắm. Cái gì to? Con chuột to lắm. Vâng, thưa quý vị, và như những hình ảnh quý vị vừa theo dõi thì chúng ta sẽ cùng chào đón đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay một nữ diễn viên rất xinh đẹp, một tân binh của vũ trụ VFC sẽ được chào đón đến với chương trình, diễn viên Anh Đào. Xin chào anh ạ. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Ai Đến Hôm Nay. Anh Đào rất là vui khi được đến với chương trình để chia sẻ cũng như là trò chuyện với cả MC đẹp trai Anh Thắng. Cảm ơn em. Anh Đào, cái tên của em thì không biết là có phải là ngày xưa là mình sinh ra ở Nhật không, hay là bố mẹ ngày xưa có một quãng thời gian công tác ở Nhật không mà tên là Anh Đào? Thực ra thì cái tên của em chưa bao giờ em chia sẻ với ai đâu. Tên của em, tên thật là Nguyễn Thị Đào. Nhưng mà tại vì là số phận đưa đẩy thế nào mà em lại làm diễn viên. Thì trong cái quãng thời gian em học thì là em đã nghĩ là nếu mà làm diễn viên mà tên Thị Đào thì nghe nó buồn cười quá. Rồi em với cô bạn thân của em nằm nghĩ xem mà khi mà là diễn viên thì lấy tên là gì. Hồng Đào, Bích Đào, rồi cuối cùng chốt một tên là tên Anh Đào. Tại vì là đúng như anh nói, cái tên Anh Đào thì giống như một bông hoa của Nhật Bản, đúng không ạ? Đúng, em cảm thấy rất là vui và cảm thấy hay ho và thích. Rồi em lấy coi như một cái nghệ danh của mình. Anh Đào rất là đẹp, đúng không? Anh Đào là một diễn viên trẻ của VFC. Em đầu tiên thì xuất hiện với một bộ phim Lối Về Miền Hoa, đúng không? Và sau đó thì em xuất hiện với một cái nhân vật, tuyển nhân vật hoàn toàn khác. Anh nghĩ là nó cũng sẽ khác với ngoài đời của em khi mà vào vai thiếu úy Phương Linh trong bộ phim Đấu Trí. Em tiếp cận với cái vai diễn đấy như nào? Có bị gọi là khó quá cho em trong cái quãng thời gian khi mà nhận kịch bản không? Vai Thanh và vai Phương Linh là hai vai diễn hoàn toàn khác nhau. Và vai Thanh thì có vẻ như giống em tầm độ 70%, còn vai Phương Linh thì khác em hoàn toàn. Cho nên là khi mà em vào vai Phương Linh thì em cảm thấy rất là khó. Tại vì thứ nhất là cái nghề nghiệp cũng rất là đặc thù. Khi mà mình xem công an thì mình thấy các anh, các chị như này như kia. Nhưng mà để khi mà mình hóa thân vào một người công an thì lúc đấy em thực sự là em bị ngợp, em bị bỡ ngỡ. Một tấm chiếu mới. Đúng rồi, một tấm chiếu mới. Ấn tượng nhất về cái vai diễn này là gì? Từ khi em bắt đầu bấm máy đến tận bây giờ. Vai thiếu úy Phương Linh thì em nhàn ở một chỗ là em không phải chuẩn bị phục trang. Vì là hầu như em chỉ mặc cảnh phục thôi. Rồi. Nhưng mà ấn tượng nhất của em từ đầu đến cuối cũng như là em chia sẻ với mọi người rồi là cái phần hỏi cung ạ. Trong kịch bản là hầu như là em không phải là người trực tiếp hỏi cung và em chỉ đi theo anh Thanh Sơn, gần như kiểu là người thư ký ạ. Nhưng mà chú Danh Dũng, chú rất là tâm lý, có nghĩa là chú luôn tạo điều kiện cho lớp trẻ chúng em. Hầu như trong kịch bản là không có, nhưng mà chú cho thêm mà cho thêm câu thoại, cho thêm đất diễn. Em không thể hình dung được là trong một cái căn phòng hỏi cung nó rất là nhỏ, nó chỉ tầm 10 đến 15 mét vuông, mà cả một đoàn phim hầu như cũng tầm độ 10 người quay phim này, máy quay này, rồi là âm thanh ánh sáng ở hết ở trong đấy, rồi diễn viên không quạt, không điều hòa, không gì hết. Mình vào trong đấy mình đã cảm thấy rất căng thẳng rồi, trong khi đó là mình còn phải là công an hỏi cung với cả tội phạm. Có một ngày cũng em vào trong cái phòng đấy quay đến lúc em ra là trời tối luôn. Một quãng thời gian rất là dài được cộng tác cùng với những lớp diễn viên trẻ cũng có, những cái lớp diễn viên gạo cội cũng có. Thì cái kỷ niệm mà em cảm thấy ấn tượng nhất trong quá trình làm cái bộ phim này là gì? Là rất là nhiều diễn viên nhiều. Anh ạ. Nhiều đến cái mức mà em không thể nhớ nổi hết mặt luôn. Cái hôm mà đi gặp mọi người ạ, từ các cô, chú, gạo, cội, anh, chị, rồi các anh chị đã rất là lâu rồi, các anh chị không đóng phim nhưng các anh chị vẫn nhận lời để quay lại phim. Đấy là một cái sự rất là may mắn cho bản thân em. Tại vì em không nghĩ là với một bộ phim mà mình có thể gặp được rất là nhiều diễn viên từ tất cả lứa tuổi, các chú, các anh, các chị chỉ bảo cho là như này như kia, cố gắng như kia. Em thấy rất là vui và hạnh phúc. Mình sẽ so sánh một chút đi.
với Thanh của Lối Về Miền Hoa, với cả Thiếu Úy Phương Linh của Đầu Trì, thì em nghĩ là em sẽ thích vai diễn nào hơn? Để mà khi mà hỏi diễn viên là thích vai diễn nào hơn thì hơi khó cho diễn viên ạ. Tại vì tất cả các vai diễn mà khi chúng em nhận cũng như là để làm cái vai đó thì hầu như chúng em đều phải tìm hiểu rất là kỹ và mất rất là nhiều thời gian để tìm hiểu. Cho nên là mình mất nhiều thời gian như thế thì mình tất nhiên mình phải yêu cái nhân vật của mình rồi. Mình phải yêu nó thì mình tìm tòi, tìm hiểu và mình cố gắng hiểu cái nhân vật của mình. Nhưng mà để so sánh hai vai thì chắc là em vẫn thích vai Thanh hơn. Vai Thanh thì em cũng có được nhiều đất diễn hơn. Thì thành ra là mình đồng hành với cái vai diễn đấy nhiều hơn. Thì mình sẽ có thể là nhiều kỷ niệm hơn, nhiều cảm xúc hơn. Đó cũng là một cái điều dễ hiểu đúng không? Và hy vọng là không chỉ là vai Thanh, không chỉ là vai Thiếu Úy Phương Linh mà chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái vai diễn khác để chúng ta có thể gắn bó trong tương lai. Khi mà chúng ta thực sự là yêu thích một công việc nhá, chúng ta sống với nó với tất cả những điều đam mê. Rồi có một ngày, ví dụ như em chẳng hạn, là chúng ta đã được gọi là thưởng thưởng xứng đáng với những công sức, những cái gì mà chúng ta đã học ở nhà trường và những điều đam mê về công việc của mình đúng không? Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta đều biết là với mỗi một khách mời khi mà đến với Ai Đến Hôm Nay thì đều sẽ không có thể là về một cách trọn vẹn đâu, bởi vì là kiểu gì cũng phải có một cái dấu ấn của chương trình mang về. Bây giờ thì xin mời anh Đào, xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng xem là mini game ngày hôm nay chương trình mang đến cho anh Đào là gì nhá. Thưa quý vị và các bạn, và mini game dành cho diễn viên anh Đào, vị khách mời của Ai Đến Hôm Nay, sẽ là một mini game cũng rất là quen thuộc, có tên gọi là lựa chọn của bạn đi. Có rất nhiều những nam diễn viên hoặc là những người hoạt động trong showbiz trong nước có, quốc tế có, em sẽ chọn ai sẽ là một người đàn ông hình mẫu lý tưởng của em. Ban biên tập đã họp kín trước khi giờ lên sóng để chọn ra được một người rồi. Nếu em chọn đúng người đó thì em không bị phạt. Anh nghĩ rằng với những cái thứ đáng yêu như thế này thì mình không gọi là hình phạt, mình gọi là phần thưởng. Sẵn sàng chưa? Vâng, okay, em ok. Rồi. Chọn ai và bỏ ai? Em chọn Trung Quốc. Ok. Rồi, đây, để ai chọn ai. Ngày xưa là em rất thích nghe nhạc của anh Ưng Hoàng Phúc. Nhưng mà thực sự thì vẫn thấy da đẹp, ok. Thực sự là anh biết là anh hiểu. Rồi. Anh hiểu. Ok, đây, rồi, vẫn là một da đẹp khác của showbiz Việt, với cả một da đẹp tiếp theo của Hàn, một diễn viên, một ca sĩ. Anh Đan Trường thì vẫn là đẹp trai đấy. Nhưng mà em vẫn thích. Đây, mang tiền về cho hơi phong trần quá nhỉ. Tức là không hợp với em lắm. Ok, vẫn là quyết định nhẹ nhàng thôi. Đây, bên tám lạng người được cân. Tôi chết rồi. Liminho đúng không? Chọn ai nào? Em chọn Liminho. Ok, Liminho rồi. Tiếp nào. Đây, bước dài. Chương trình dài em mới sao? Chương trình dài em mới sao? Không gai. Bởi vì là bọn anh cũng có lên nghiên cứu cái tiểu sử và cái gọi là profile em xem phim, tức là mọi người biết lựa chọn những ai. Em vẫn con tim em bên trái, em sẽ chọn bên trái. Nhá. Yeah. Em vẫn thích Lee Min Ho hơn. Yeah. Okay. Diễn viên nước ngoài thì dễ chọn hơn ấy. Diễn viên Việt Nam nhiều khi mình chọn rồi các anh nhìn mình anh. Thôi chắc anh Long không phải style của em. Lee Min Ho. Nhưng mà em gọi là chú Long rồi. Chú Long, ok. Vâng. Lee Min Ho. Chắc là cái phong cách kiểu xô thịt như này. Đúng không? Không, không phải, không em bị sợ á. Còn một tấm cuối cùng. Ôi trời. Nào bây giờ anh em được quyền chọn một trong hai nào. Bố em dám chọn ở bên phải, từ rồi anh sẽ chọn cho em cái này luôn. Rồi, okay. Em biết ngay em bị gài mà. Đây là một cái bức hình mà anh biết là em sẽ chọn. Thế nhưng mà đương nhiên đây không phải là đáp án mà chương trình đã lựa chọn đâu. Đáp án chương trình lựa chọn là Lee Min Ho cơ. Anh chọn cho em là anh giữ gìn gọi là tình cảm của đôi lứa đôi thôi. Trời ơi, em bị gài rồi. Không, đến với chương trình anh bảo rồi. Làm gì có khách mời nào đến chương trình này nguyên vẹn đi về đâu. Ở đây có 3 phần thưởng. Vitamin C này, bổ sung đường này. Rồi là bổ sung tinh bột này. Đấy, em sẽ chọn cái gì nào? Nhiều khi ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây thôi anh ạ. Em sẽ thử ăn chanh. Làm cái chương trình này nó không thoải mái đâu, các bạn không sướng đâu. Nhất là khi mà khách mời ăn chanh mà các bạn biết là nhìn người khác ăn chanh là mình như nào ấy. Thôi phải liên tục uống nước để đỡ phải nuốt nước bọt. Em ăn đi. Mình thua mà. Ừ. Mình đây mới hình phạt đúng không anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn hết miếng đấy. Chanh có rất nhiều tác dụng nhá. Vitamin C này. Tăng sức đề kháng này. Bụng no không? Lúc mà em không bị dị ứng với chanh nhá, đúng không? Ok, thử uống nước nào. Uống nước đi, nuốt ực cái cho hết. Ôi chua quá.
Bây giờ thì có một cái câu hỏi như thế này. Có những cái cảnh mà ví dụ như là gần gũi hoặc là thân mật với những bạn diễn nam, thì không biết là với bạn trai em chẳng hạn, thì có bao giờ ý kiến gì, hoặc là có bao giờ khó chịu hoặc là mặt nặng mày nhẹ liên quan đến cái việc là mình đóng những cái cảnh nó hơi gần gũi một chút với những cái bạn diễn khác không? Em thì em không biết là có giận hay gì không, nhưng mà em nghĩ là có đấy. Khi mà xác định có một người bạn gái làm diễn viên thì chúng ta cũng sẽ cần có một cái sự đồng cảm, chia sẻ. Đó là đặc thù công việc. Nhiều khi á, em đi quay về như cái phim Lối về miền Hoa, em đi quay về em còn hỏi là anh, em quay em hôn này thật chưa? Đúng chưa? Và thưa quý vị, đến với mini game thứ hai thì như thường lệ thôi, chương trình có một bộ bài kỳ diệu. Em sẽ được nhận 3 lá bài và sau đó sẽ thực hiện những yêu cầu của các lá bài đưa ra. Nào xin mời em, rút 3 lá bài bất kỳ. Lật mở từng lá bài một và thực hiện theo yêu cầu của lá bài đó. Thực hiện đúng, bỏ qua, thực hiện sai hoặc không thực hiện bị phạt. Bạn thích nhất làm điều gì khi bạn và người yêu cùng ở trong phòng ngủ? Em và người yêu em ở trong phòng ngủ thích nhất làm điều gì? Ngủ ạ. Ngủ tất nhiên nó là hoạt động, nhưng mà nó hoạt động nó không động lắm. Chỉ hỏi một cái câu mà nó hoạt động mà nó động hơn cơ. Thế thì bọn em hay trêu đùa nhau lắm. À trêu đùa? Vâng. À trêu đùa hả? Chơi cùng nhau ấy ạ. À chơi cùng nhau ấy. Chơi à? À ok rồi, ok. Chơi vui vẻ với nhau. Vui vẻ ok rồi, được rồi. Tức là cái thích nhất của hai đứa bọn em khi mà vào trong ngủ là vui vẻ với nhau. Vâng. Ok rồi. Trước khi đi ngủ nên vui vẻ anh ạ. Rồi, chấp nhận. Đáp án chấp nhận. Ok em, xin mời lần lá bài thứ hai. Hay đấy. Nói chuyện hai môi không chạm nhau. Nói chuyện hai môi không chạm nhau. Không chạm nhau. Thế thì anh sẽ hỏi em một câu hỏi để em trả lời cái câu trả lời này. Nhờ anh quay phim bên này sẽ focus vào môi của anh Đào giúp, không được chạm tay vào má. Hai môi mà chỉ cần lỡ chạm vào nhau thôi bị phạt luôn đấy nhá. Ok. Kế hoạch tương lai gần cho cái công việc của em là gì? Công việc của em cho tương lai thì chắc vẫn là những kia thôi. Ok. Thì có dự định là tham gia vào cái diễn khác không? Em thì em cũng mong là có nhiều vai diễn tốt hơn. Ví dụ như là những vai phản diện à. Ok. Ok, thôi anh nhìn thấy mà thấy khổ sở lắm rồi. Ok, rồi anh chấp nhận cho em là bài này đi qua. Nhìn khổ quá rồi. Bây giờ xin mời. Yêu cầu cuối cùng là gì? Bạn đã bao giờ khóc vì người mình yêu chưa? Đã bao giờ em đã phải khóc vì người mình yêu chưa? Rồi anh ơi, nhiều khi nhìn thấy thôi nhưng mà cũng yếu đuối phết anh ạ. Không anh ạ. Chú ý mà cũng mong anh ấy. Vâng. À, chú ý anh là mẹ từ gương nhưng mà về nhà yếu đuối trước gương anh ạ. Ok. Cảm ơn em. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những câu chuyện thực sự là rất là thực tế, chân thành từ diễn viên anh Đào của chúng tôi. Bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình Ai Đến Hôm Nay, đó chính là chọn màu hashtag. Và ở chọn màu hashtag thì bao giờ cũng vậy, khách mời sẽ là người lựa chọn 3 con số ngẫu nhiên từ 1 đến 9. Em sẽ chọn 3 số nào? Em chọn số 2, số 5 và số 6. 2, 5, 6, ok. Số 2 của chúng ta là một hashtag màu trắng có từ khóa là 5 phố 2 quê. Tức là hiện nay rất nhiều các bạn trẻ, các bạn ý dành 5 ngày đầu tuần để làm việc ở thành phố. Và sau đó thì 2 ngày cuối tuần thì các bạn ấy sẽ đi về quê nuôi cá, trồng rau, chiêu chiêu. Bởi vì là các bạn thấy là 5 ngày ở thành phố là các bạn đã dồn công sức, đầu óc, sức khỏe và công việc rồi. Thì 2 ngày còn lại các bạn ấy muốn về quê, xa rời những cái xô bồ của chốn phố thị. Đó là một cái cách để cân bằng cuộc sống của các bạn trẻ hiện nay. Rất nhiều bạn đang lựa chọn cái cách này. Theo cái quan điểm của em và cái lựa chọn của em cũng thích cuộc sống như thế. Công việc cũng như là cuộc sống của mình nó kéo mình đi. Thành ra là mình bị ít dành thời gian cho gia đình cũng như là về quê ấy. Nên là nhưng mà em không 5 ngày đi làm, 2 ngày về quê được thì em cố gắng 1 tháng em sẽ về quê. Ít là tầm 3 đến 4 ngày. Số 5 của chúng ta có từ khóa là một hashtag màu đen, đó là phụ nữ đánh ghen. Tức là gần đây thì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái vụ đánh ghen, thậm chí là nổi đình nổi đám luôn. Gần đây nhất thì anh nhớ là có một cái vụ là có một người phụ nữ dẫm vỡ kính của một chiếc xe ô tô, sau đó là thậm chí còn cắn đứt tai của một người phụ nữ ở trong xe đó. Đó. Tức là đó chỉ là một trong số rất nhiều những thứ mà chúng ta được xem ở trên mạng thôi, đúng không? Em nghĩ như nào về phụ nữ đánh ghen? Bản thân em phải là một type người hay ghen không? Em thì không hay ghen nhưng mà em cũng biết ghen. Em nghĩ thì là phụ nữ thì ai cũng được quyền yêu thương, ai cũng được quyền gọi là
bảo vệ và cũng như là giữ gìn cái tình yêu của mình. Nhưng mà cố gắng tỉnh táo, đừng quá bị động những cái tác động xung quanh để mà dẫn đến những cái hành động mà có khi đấy không phải là cái chủ đích của mình đâu. Tất cả những cái hậu quả thì chỉ là mình gánh hết chứ người ta đâu có làm sao đâu. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hashtag cuối cùng. Hashtag cuối cùng này là một hashtag màu cam. Hashtag có nội dung là mua mỹ phẩm đã qua sử dụng trên mạng xã hội. Có một khảo sát như thế này, có 22% người tiêu dùng ở Thái Lan họ vẫn chấp nhận bỏ tiền để mua những loại mỹ phẩm đã qua sử dụng ở trên những cái trang mạng xã hội để dùng cho tiết kiệm. Đó, còn với em thì sao? Em cũng chưa phải là thành viên của 22% đấy. Tại vì nhiều khi em nghĩ là cái đồ dùng cá nhân của mình ấy, thì mình cứ mua mới mình dùng trong nhà với nhau thì mình biết, chứ ở ngoài mình làm sao biết là cái cách sinh hoạt của người ta như nào, đúng không anh? Thứ nhất là cái mỹ phẩm thì nó lại tác động trực tiếp vào ví dụ như mặt này, môi này, mắt, rất là quan trọng. Em chưa bao giờ thử như thế. Nhưng mà em nghĩ rằng nhiều khi mình cứ nghĩ là chắc là người ta dùng kiểu thế này thế kia thì người ta không thấy, người ta bán đi hoặc gần hết hạn người ta bán đi, nhưng mà không phải. Ví dụ như bọn em nhá, mua đồ về thích đấy, thích thì mua về đấy, nhưng mà dùng không hợp, xong không biết làm thế nào, bây giờ bỏ thì phí, đúng không anh? Em nghĩ là có những cái trang mạng như thế là rất là tốt. Mình không dùng thì mình có nghĩa là bán cho cái người cần. Cảm ơn anh Đào, và bây giờ thì anh em mình sẽ chuyển sang phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, đó chính là góc review. Anh Đào này, anh có 3 từ khóa cho em lựa chọn: phim, âm nhạc, sách. Em chọn một trong 3 cái nào. Âm nhạc. Âm nhạc, ok. Bây giờ thì anh muốn em đưa ra một cái tên bài hát mà nó mang lại cho em cái năng lượng tích cực ấy. Thì trong cái khoảng thời gian mà em trông chênh giữa cái việc mà em tiếp tục đi cái con đường sự nghiệp của em hay là em dừng lại, thì cái khoảng thời gian đấy khá là stress. Em nhà em hay nghe cái bài hát Một sáng thành vì sao của Đức Phúc, của Hương Trà, cũng Hoàng Thị Linh. Rồi. Cái bài đấy có câu là người nói tôi mộng mơ, người nói tôi viển vông, người biết đâu trong tôi sân khấu là cuộc sống. Em nghe và em cảm thấy mình cần phải cố gắng. Thực sự thì không có cái gì là không thể cả. Quan trọng là cái sự cố gắng của bạn đến đâu. Còn nếu mà bạn mà chưa giành được cái gì thì chắc chắn là bạn chưa cố gắng rồi. Và bạn phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhiều gấp nhiều lần nữa. Thì em nghĩ là có thể là đến sớm, có thể là đến muộn, nhưng mà bạn đã cố gắng và bạn giành được chắc nó thì nó sẽ đến, đúng không? Vâng. Khi mà anh trò chuyện với em, khi mà nghe cách em chia sẻ và cách em nói về cái tình yêu đối với công việc, thì anh nghĩ rằng thành công sẽ đến với em, nó sẽ sớm hơn so với em những gì em tưởng tượng. Rất là cảm ơn anh Đào đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ ở phía trước là một máy quay và anh rất mong là anh Đào có thể gửi một lời chúc cho các khán giả của chương trình Ai Đến Hôm Nay. Anh Đào chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe này, cố gắng để đi làm công việc mình yêu thích, ăn những món ăn mình yêu thích, và cuối tuần thì cũng có thể được về quê này hay làm những công việc mình yêu thích để thư giãn cũng như là xả stress trong những cái ngày làm việc quá là vất vả. Cảm ơn em và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian để theo dõi Ai Đến Hôm Nay cùng với diễn viên trẻ anh Đào. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.